Hello cả nhà. Hôm nay là mình 12 tuổi, cháu của Sòn, con của em thứ ba. Thì hôm nay Sòn sẽ review để làm cái Quỳnh à. Như Quỳnh, một lời chúc mừng sức khỏe, một lời chào trân trọng và thân thiết nhất. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, không có niềm vui sướng nào hơn khi những bậc làm cha làm mẹ của chúng ta hàng ngày hàng giờ được chứng kiến những người con thân yêu của mình lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay âu yếm của ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình của em thứ ba cũng như em Như Ý. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì bé Như Quỳnh, con của hai đứa em, sẽ tròn 12 tuổi. Và cũng xin cảm ơn toàn thể tất cả quý vị thân quý đã đến đây, cũng chúc mừng cho buổi happy birthday cho bé được vui vẻ hạnh phúc. Và tiếp theo chương trình thì xin trân trọng kính mời toàn bé Như Vinh, chúng ta cùng tiến đến cái bàn cái bánh kem để cùng các bác sinh nhật. Kính thưa toàn thể quý vị thân thì bánh sinh nhật hình tròn tượng trưng cho ánh sáng mặt trăng và những ngọn nến lung linh tượng trưng cho ánh sáng cuộc đời. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chứng kiến bé Như Quỳnh sẽ thổi nến và thắp bánh để biến những ước mơ của mình sau này sẽ trở thành những hiện thực. Và sau khi MC điểm 1, 2, 3 thì các bạn chúng ta cũng bạn nhỏ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nha. Và chúng ta thuộc bài Happy Birthday thì chúng ta sẽ hát to lên. Các bạn nhỏ có đồng ý không? Quý vị có đồng ý không? Đốt lên đi chứ. Xin mời em tham gia cũng tiến lên sân khấu để chụp một bức hình trong buổi tiệc Happy Birthday cho bé ngày hôm nay. Sao đốt cháy hả? Đứng vô chỗ đó luôn rồi á. Sáng cái sáng này nè con đứng chuẩn bị nè con đứng qua đó đứng qua đó đứng qua đó đó đúng rồi. Cũng thay mặt cho toàn thể quý vị khách quý cũng như gia đình ngày hôm nay cũng xin kính chúc cho bé Như Quỳnh có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn khôn trong ý tưởng và trưởng thành trên mỗi lĩnh vực. Thì sau đây thì bé sẽ thổi nến nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 thổi nến. Một tràng pháo tay lớn lên quý vị ơi. Rồi cầu nguyện đi con. Thank you.
đại diện cho gia đình cũng như là cho bé hôm nay cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể tất cả quý vị khách quý đã không ngại đường xa xa xôi về đây để cùng nhau tham dự lễ tiệc happy cho bé. Thì xin chúc toàn thể quý vị có một năm mới làm ăn phát tài phát lộc, dạng sự như ý, an trong những cuộc sống và thành đạt trong tương lai. We'll be right back.
trong chương trình giao lưu ngày hôm nay thì cũng muốn xin trân trọng nước đâu con, nước của bạn đâu đóng góp cho buổi tiệc ngày hôm nay bằng những bài hát mà mình bưng nước ra của chúng tôi được trọn vẹn hơn. Ngồi đi con, ngồi đây chỗ mẹ. Kính mời và kính mời. Mưa và gì rồi? Bắt đầu chương trình giao lưu âm nhạc ngày hôm nay thì theo sự yêu cầu của gia đình thì chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu tiếng hát của cô Khanh đến từ quê hương Cà Mau sẽ có thua cho thể hiện và khúc và chi tiết sau. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn và đặc biệt nhiệt liệt cổ vũ tinh thần của các anh chị tiếng Việt. Vâng, xin mời tiếng hát của cô Khanh ở Cà Mau ạ. Nước ra cho anh. Để bé Quỳnh nó đi làm rồi hả? Điện thoại cho anh. Ông cậu ẩm kéo là được, cậu ẩm kéo là được thêm cục đó. Bà ngoại ẩm không được nữa đó. Không, đợi năm sau đi. Thank you.
xin một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Có ai đâu? Chắc chồng nhất là gì? Gặp quá trời ơi. Chào mừng tay thật lớn quý vị ơi. Xin cảm ơn tiếng hát của cô Thanh rất là nhiều. Một ca khúc rất là hay ạ. Không biết còn ai đăng ký không ạ? Để em xin giới thiệu ạ. Và tiếp theo chương trình này theo sự yêu cầu của các bạn nhỏ cũng như là bé Kim Linh, chúng ta xin mời tiếng hát của hai lên kìa. Người ta làm camera mà sao không đổi được? Vô đây ngồi nè. Vô đây. Vô đây nè. Lâu quay phim nhau có để điện thoại đâu? Cho bác ngồi chút đi, ngồi cho nghỉ mệt chút đi. Chút đi. Cho ngồi nghỉ mệt chút đi. Cho bác ngồi nghỉ mệt, đã mới tới đó. Nè, ngồi đây đi, con. Hai đứa. Đó. Đi hết của nó ra. Ngồi đây. Chơi chuối ngoại trời. Thank you.